Rồi mình chốt nhận đủ tiền nha anh em. Bây giờ mình sẽ giữ cái cặt quẹt lại với cái biển số này để rút hồ sơ nha anh em. Rồi giờ xe sẽ ra đi. Xong rồi mình sẽ quấn băng keo lại hết rồi đưa lên xe nha anh em. Chiều nay với mai mình có lên cho anh em xấu xe nữa, anh em chuẩn bị đón xem clip nha nè. Rồi anh em ơi, xe giờ mình sẽ cho ra đi nha. Lo liên hệ rồi nha anh em. Cảm ơn tất cả anh em thời gian qua ủng hộ mình rất nhiều nha.